Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu cho quý anh chị. Khu này là khu gia phát cho quý anh chị. Đó, khu gia phát đường bê tông mở rộng nha. Đó, đường này đường bê tông mở rộng cho quý anh chị. Đó, đường bê tông mở rộng nha. Đó, nhưng mà đường 6 mét cho quý anh chị. Đó, rồi kia để em quay sơ cho quý anh chị xem. Đây là căn nhà của mình nha. Đó, ngang 5 sâu 2m3 nha, sâu 23m nha quý anh chị. Đó, chủ bán căn nhà này còn rất là đẹp nha quý anh chị. Đó, chủ bán để hết là nội thất cho quý anh chị luôn nha. Đó, nói chung xăng phía trước xăng mình là chủ chừa lại một cái chiếc ô tô đậu phía trước được nha. Đó, xăng mình rất là rộng luôn, xăng dài 6-7m lắm, nên là để ô tô thoải mái nha quý anh chị. Đó, em xin nói lại cái địa chỉ là nhà của mình là xã An Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích của mình là 114m², ngang 5 sâu 23. Đó, chung là căn nhà này chủ bán để hết lời nội thất cho quý anh chị luôn nha. Quý anh chị nào thiện chí căn nhà thuộc xã An Ngãi thì alo cho em nha quý anh chị. Đó, nói chung là chủ bây giờ cũng đang rất kẹt tiền nên mong muốn bán nhanh cái giá này nha. Đó, quý anh chị nào thiện chí alo nha quý anh chị. Đó, nhà nói chung là giá chủ đưa ra còn rất là mềm, giá chỉ có 1.880 thôi nha quý anh chị. 1.880 nha, 1.880 triệu thôi. Quý anh chị nào thiện chí alo cho em 0906779152. Đó, nhà này rất là dài nha quý anh chị, 23m lận, rất là dài, sâu 23m, ngăn 5. Đó, đây. Nhà thì cũng như bao căn nhà khác thôi, phòng bếp, phòng khách, toilet, phòng ngủ đầy đủ hết nha, hai phòng ngủ. Đó, quý anh chị nào thích khu An Ngãi thì alo cho em, tại vì nói chung là chủ bây giờ hiện tại là đang rất là kẹt tiền nên là muốn bán nhanh cái giá này nha quý anh chị, có hai phòng ngủ luôn nha. Đó, bây giờ em sẽ quay ra cái đường cho quý anh chị xem, nó gần trường học này. Đó, đây nhà mình nha. Đó, rồi giờ em chạy ra trường học này, ra trạm y tế, nó ra hương lộ 14 cho quý anh chị xem nha. Đó, nó chỉ vài trăm mét thôi nha quý anh chị, cách trường học, tại vì mình rất là gần trung tâm nha quý anh chị. Quan trọng là gần chợ này, gần trường học này, cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường mầm non nha quý anh chị, nó rất là gần luôn. Đó, đây đường này đường bê tông 6m nha, ô tô vào tới nơi nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nào mà thiện chí alo cho em. Đó, đường này đường nhựa nè, đường thông tứ hướng luôn nha, đường ra hương lộ 14 nè, ra tỉnh lộ 44A cũng được, ra quốc lộ 55 về Hồ Tràm, Hồ Cốc cũng được nha quý anh chị. Còn hướng này thì đi ra trạm y tế nè, đi ra hương lộ 14, đi ra ngã ba chợ Bến, đi ra tỉnh lộ 44A. Đó, đi về Long Hải, cách biển Long Hải tầm 6 cây nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nào mà thiện chí alo cho em nha. Đó, cách biển tầm 6 cây, cách thành phố Bà Rịa 3 cây nha. Đó, đây là trường học nè. Đó, đây trường học đây nha quý anh chị. Đó, trường học cấp 2 đây nha. Đó, phía trước mình là trường mầm non bên tay phải nè, còn bên đây trường mầm non nè, đây trường mầm non nha. Đó, phía bên tay trái là trường cấp 2, cấp 1 bên này. Đó, cấp 2 với cấp 3. Đó, cấp 2, cấp 3 còn lúc đầu là trường cấp 2 nha. Đó, còn cấp 1 với cấp 3 phía bên tay trái, còn đối diện mình là trạm y tế phía trước nè. Đó, phía trước là trạm y tế bệnh viện nha. Bệnh viện trạm y tế đây. Đó, chạy đây là đường này đường hương lộ 14 nha quý anh chị. Đó, chạy thẳng ra ngã ba chợ Bến luôn, đi ra qua tỉnh lộ 4A rất là gần nha. Tầm 200m thôi. Đó, hướng này là về quốc lộ 55 này. Đó, về tỉnh lộ 4A, để em quay sổ cho quý anh chị xem nha. Cái sổ mình đây nha quý anh chị. Thửa đất số 113 là tờ bản đồ 32. Địa chỉ là xã An Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu nha. Tổng diện tích là 114m², sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 100 thổ cư, còn lại cây lâu năm nha quý anh chị. Đây, đường mình là 6m nha. Đó, ngang 5 sâu 23. Đất mình rất là vuông vức nha quý anh chị, có 100 thổ cư nè. Rồi, quý anh chị nào thiện chí alo cho em nha. Rồi, không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị. Hẹn quý anh chị ở video tiếp theo nha.